Ok, xong rồi. Rồi, bây giờ anh giơ tay lại lại đi. Cái vai của mình á, là có nhiều người bị đau mà đến nỗi mà mặc áo không được. Ở đây vẽ mạnh không? Hai cái này đi nha. Vâng. Rồi. Bây giờ anh là bị tai biến bao lâu rồi? Tháng tư. Tháng tư. Bây giờ anh đứng đây đi. Bây giờ là cái tai này anh dở cao ở mức cho phép được, dở lên đi. Yếu. Không. Yếu thì anh cứ dở, thấp thì cứ dở tay kia. Anh dở tay này nè, anh bỏ xuống. Rồi anh dở mạnh lên. Hết khả năng. Tới đó thôi gì? Tới đó thôi. Thì chắc là anh cởi áo luôn. Anh cởi thử đây. Rồi cái bị cái bệnh khô da của anh rồi là bị lúc này. Mới có 20 năm rồi. Bị cái đó. Anh hỏi anh có chườm đá không? Chưa. Cái này là mọi người nhớ nhắc người ta chườm đá nha. Bây giờ chườm đá xong giải độc ấy, thì cái mấy cái vết này nó sẽ biến đi. Thì chắc có lẽ là tôi hôm nào tôi sẽ chỉ, để tôi sẽ chỉ anh đi cách để giải quyết luôn hết cái đống này của anh. Và như vậy á, là cái cây dùi của anh đâu anh? Cái cây dùi của anh đâu anh? Anh này người nhà đâu? Vâng ạ. Vâng ạ. Anh Xuân đây có cái anh này. Vâng. Tại vì á, là nếu mà đi học á, thì mấy cái trường hợp này á, thì phải có cái người nhà đeo để hỗ trợ. Mà anh hồi trước anh làm nghề gì? Tàu biển. Mà anh bị cái này là lúc đầu là bị sao mà bị da bị gì? Cái nấm nhỏ, cái khoái đầu. Nó lây dần á. Rồi bệnh viện da liễu nó chữa anh sao? Ôi, da liễu thôi thua. Ok. Kem, cream. Không ăn thua. Bị cái này không ăn thua nha. Rồi, bây giờ mọi người thấy là cái này chút xíu tôi hướng dẫn chữa luôn cái này. Thì mà cái thứ nhất á, bây giờ giải quyết cái tai này trước. Thì khi mà giải quyết cái tai này á, mà muốn cho cái hiệu quả đó, rồi thấy banh không? Banh không? Bóng đâu? Không, không. Bóng là phải của mình mua. Ủa tại sao vậy? Anh này học lớp nào mà giờ vô đây ngồi đây? Dạ, hôm nay phải mua bóng, mua đồ làm chứ. Tại vì mọi người thông cảm nha, cái bệnh da này á, nó có lây đâu. Mọi người yên tâm, nó có lây đâu. Tôi cầm vậy này, bây giờ tôi trà trên người tôi nè, không có thua gì hết. Tại vì á, là khi bị cái này á, là cái độ pH của da đó, nó phải phù hợp cái này nó mới nảy sinh được. Nhưng mà cái chuyện mà mình sử dụng đồ các thứ mình làm á, thì mình làm riêng, chứ mình không có lấy đồ của anh em ta làm chung. Tay người ta ngại, người ta nói mấy cái này ông này da gì ghê dơ được, mà không phải đâu, không có lấy lan đâu, mọi người yên tâm. Nhưng mà để mà cho chắc á, là để cho bảo vệ, để mọi người an tâm á, thì mình sử dụng đồ của anh, mọi người hiểu không? Rồi bây giờ tôi không có dùng đồ của những người khác đâu để mọi người phiền. Thì tôi chỉ nói cái cách để mà sử dụng thôi. Thì đáng lý là hồi sáng, anh học hồi sáng ha? Vâng, bây giờ là tròn. Được rồi, mình sẽ tính cái đó. Mình sẽ có kế hoạch. Thì bây giờ trước hết đó, là để giải quyết cái vai này đó.
là hồi nãy mọi người có học cái cách bơm máu vai chưa? Học chưa? Học quen rồi, tôi làm lại. Thì mọi người sẽ thấy là để mà bơm máu vai á, là thứ nhất là mình phải chặn cái động mạch nách này để máu không ra tay được. Thứ hai, mình phải chặn cái động mạch ở gần động mạch cảnh á, để cho máu không lên trên đây được. Thế chị biết không? Nó sẽ tập trung máu ở cái vùng vai. Và chúng ta sẽ tác động để cho nó giãn toàn bộ cái bao mạch ở đây. Riêng cái chuyện mà bơm máu đúng á, thì nó cũng đã làm cho cái tay này nó đỡ rồi. Mọi người hiểu không? Rồi, bây giờ mọi người sẽ thấy á, là cái nách, anh này anh bơm, anh chặn cái nách, cái mình có cái banh thì tốt hơn. Thì bây giờ là ông gì đâu rồi? À đây có đâu đây nè, trời ơi, vậy mà nãy giờ không sống đâu, đạt cho nổi. Rồi, anh đâu đứng về sau này. Anh lấy cái tay anh dịnh cái bóng về tay dùng tôi. Cái tay anh đó, anh dịnh cái bóng này để cho nó kìm lại, để giữ cái sắc nó. Rồi, em chặn giùm tôi cái này. Đó, ừ, đó, em chặn ngay, chặn như này. Anh bầu hết vào đó. Đây, chặn như này. Hiểu không? Nhưng mà đừng có đụng tới đây, 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 còn lại. Nè, đây. Rồi, mọi người thấy chưa? Thì khi mà ta chặn cái máu rồi đó, thì cái lượng máu ở đây ấy, nó sẽ tập trung ở đây nè. Thì bây giờ ta sẽ lấy cái tay nó tràn như này. Về ta kéo vậy á, thì máu nó sẽ ra đâu? Ra cái vai.